1. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc nước rửa tay khô. 2. Khi ho hoặc hắt hơi, bạn nhớ che mũi và miệng bằng khuỷu tay. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân và hạt bụi nhổ bừa bãi. 5. Khi có dấu hiệu sốt hoặc ho, khó thở, cậu cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo hoặc người lớn. 6. Tránh tiếp xúc với người đang có dấu hiệu sốt hoặc ho, khó thở. 7. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi và động vật hoang dã. Nếu có tiếp xúc cần phải rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. 8. Ăn chín uống sôi, đủ chất, giữ ấm cơ thể để có sức khỏe tốt phòng chống bệnh. 9. Hãy luôn đối xử thật tốt với các bạn, không treo gẹo bạn khi thấy bạn mình có các dấu hiệu bị sốt hoặc ho, khó thở. Thực hiện những điều tốt này, chúng ta có thể thắng được COVID-19 rồi.